Thưa quý vị, trong thời điểm nhiều trường đại học cao đẳng đã kết thúc năm học, hàng ngàn tân cử nhân vừa tốt nghiệp ra trường. Các trường trên địa bàn thành phố đã và đang chủ động tìm kiếm, mở rộng liên kết với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mối lo về công việc luôn thường trực với các sinh viên mới cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Tuy nhiên, khi tham gia ngày hội việc làm do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế tổ chức vừa qua, thì hình dung về bức tranh việc làm ảm đạm sau đại dịch của các sinh viên đã thay đổi. Em cũng thấy có tác dụng, thứ nhất là ưu điểm là kiểu các bạn tiếp cận được nhiều việc làm hơn á. Nhưng mà cũng có nhược điểm là kiểu quá nhiều quá, nên là khó gì khó lựa chọn á. Dạ, hiện tại em thấy nhiều, kiểu công ty tuyển dụng cũng rất nhiều luôn. Những ngày hội việc làm như thế này tại các trường đại học cao đẳng đã đem đến hàng nghìn cơ hội việc làm, thực tập dành cho sinh viên. Từ thực tế yêu cầu của các doanh nghiệp cũng giúp nhiều sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường tích lũy được các kinh nghiệm tham gia tuyển dụng. Là một trải nghiệm tốt để sinh viên tụi em có cơ hội để trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn và để sau này có thể là tiếp cận công việc dễ dàng hơn và phát triển bản thân mình hơn. Thời gian qua, không chỉ tổ chức kết nối đầu ra, mà các trường đại học đã nỗ lực thực hiện các hoạt động liên kết có chiều sâu với các doanh nghiệp trong đào tạo, hướng nghiệp. Việc gắn kết doanh nghiệp ngay từ chương trình đào tạo, ngoại khóa đã nâng cao được trải nghiệm người học. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp rất lớn. Nếu kết hợp tốt, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu của mình. Là thông qua những ngày hội việc làm như vậy, thì nhà trường khảo sát cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và trên cơ sở khảo sát cái nhu cầu của doanh nghiệp thì nhà trường luôn luôn thay đổi, điều chỉnh cái chương trình đào tạo đó là phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi xây dựng cái sự phối kết hợp, và tôi nghĩ rằng là sự phối kết hợp hiệu quả giữa nhà trường và Sở Lao động Thương binh Xã hội, và thông qua đó là xây dựng các mối quan hệ với các doanh nghiệp. Thì trên cái cơ sở này thì hàng năm như vậy thì chúng tôi thông báo trước cái số lượng của sinh viên và dự kiến tốt nghiệp, rồi những cái ngành nghề của sinh viên mà tốt nghiệp, để cho doanh nghiệp đó là xây dựng cái kế hoạch của mình, xây dựng cái kế hoạch tuyển dụng để phù hợp với cái nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động là hướng đi tất yếu của các trường đại học cao đẳng và các trường nghề. Nhưng bên cạnh công tác đào tạo, hỗ trợ tìm đầu ra từ phía nhà trường, bản thân sinh viên cũng phải có ý thức khát khao học tập, rèn luyện kỹ năng, trang bị vốn ngoại ngữ để có thể đáp ứng những yêu cầu cao từ các nhà tuyển dụng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.